Rồi, hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với Connect House nha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm chủ cái autofill này luôn nha. Tức là cái clip trước á, mình có nói là mình có hướng dẫn cho các bạn về cái autofill này này. Đó, tức là khi mà chúng ta nhập từng cái thông tin lên đây này, thì ở các cái trang web của chúng ta nó sẽ lên những cái thông tin này sẵn cho mình và mình bấm mình đăng luôn. Chứ mình không có nhất thiết mình phải bấm từng cái ô này nữa. Nhưng không phải là bán Vinhome phần 9 mà ví dụ như là bán một căn nhà phố tại trung tâm này, quận 1 đi. Rồi nha các bạn, bây giờ mình lưu lại này. Xong rồi đúng không? Qua đây mình bấm lưu lại cái này. Rồi các bạn thấy này, trên cái trang bấtdongsan.com này nó vẫn để cái tiêu đề cũ nha. Trên trang Alo Nhà Đất nó không để một cái tiêu đề cũ này. Trên trang đô thị.com nó cũng đều có tiêu đề cũ này. Đó. Và bây giờ chỉ cần mình bấm mình load lại một cái là nó sẽ đổi cái tiêu đề mới nha các bạn. Các bạn để ý này, nhìn cái tiêu ô tiêu đề nha. Đó, thấy chưa? Này, nhìn mấy cái trang Alo Nhà Đất này. Đó, thấy chưa? Đó, thấy chưa? Nhưng mà bây giờ nó phát sinh một cái vấn đề này các bạn. Giả sử như các bạn bây giờ muốn đăng tin vào một cái trang này đi này. Trang này mình bấm một cái về này. Trang này nó lại không điền cho mình. Vậy thì cái dòng code của cái autofill này nó chưa có tích hợp cho cái trang này. Đó. Ai mua bán bất động sản.vn, ví dụ như các bạn muốn đăng tin lên cái trang này, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách để cái autofill nó tích hợp vào cái trang này. Rồi các bạn cùng nhau theo dõi nha, mình làm thật là chậm này. Đầu tiên các bạn để con chuột vào cái ô tiêu đề này. Rồi các bạn bấm cái chuột phải cho mình nha. Thì nó ra một cái bảng này. Và các bạn kéo xuống dưới cùng này, có cái ô Inspect này. Các bạn bấm vào. Đó, thì nó sẽ hiện ra cho mình một cái dòng code bên này. Nhìn nó rối lắm các bạn. Này chỉ có bạn nào học IT chuyên sâu lập trình code mới hiểu thôi. Thì thực ra là mình nhìn cái đống này mình cũng không có hiểu đâu. Nhưng mà hồi xưa mình đã nhờ một cái bạn rất là thân ở bên IT chỉ cho mình cái chỗ này. Nên bây giờ mình chỉ lại các bạn luôn. Các bạn kéo nhìn cái dòng mà nó đang tô đen đây này. Thì các bạn cứ tìm qua cái ô nào có cái chữ ID cho mình. Đó, ở đây có phải là có chữ TXT name không? Rồi các bạn bấm vào. Các bạn copy cái chữ, cái dòng mà có cái chữ ID và sau ID này bằng một cái câu, một cái đoạn văn bản nào đó mà nó nằm giữa hai cái dấu ngoặc nháy này này. Các bạn copy nó vào. Rồi sau đó chúng ta quay lại cái autofill nha. Đây, và chúng ta vào lại cái trường mà chúng ta đang điền á. Hồi nãy là chúng ta đang muốn điền vào tiêu đề đúng không? Thì đây, cái dòng này nó tương ứng với cái ô tiêu đề ở bên này này, name đây này. Rồi, và chúng ta thêm vào trong này. Rồi, khi muốn thêm thì chúng ta nhớ là chúng ta thêm một cái gạch ngang đây này nha các bạn. Đó, gạch ngang này. Và chúng ta dán cái dòng câu lệnh ở này vào. Rồi, bây giờ chúng ta vào lại cái phần variable này. Sau đó, chúng ta ấn save lại. Rồi, các bạn nhìn đây này. Hồi này là nó không điền nha các bạn. Bây giờ tên nó điền này. Tên, thấy chưa? Bạn thấy cái ô tiêu đề này nó đã điền đúng chưa? Rồi, bây giờ mình tạm tắt này. Rồi các bạn có thấy không? Những cái ô mà dưới này này, nó chưa có điền gì hết này. Thì mình cũng làm tương tự thôi. Rồi, cái clip sau đi. À, thôi bây giờ mình ví dụ thêm cho các bạn một cái này. Bây giờ là cái nội dung này này các bạn. Cái nội dung này cần này. Bây giờ nội dung nó vẫn chưa điền vào này các bạn. Mình bấm nó vẫn không điền này. Rồi bây giờ mình muốn nó điền vào, nó tự động điền nội dung vào cái ô này đúng không các bạn. Thì bây giờ cái ô nội dung của mình là sao? Ô nội dung của mình là bán căn hộ Vinhome 19 này kia đúng không? Rồi bây giờ mình cũng làm như cái bước trên. Mình bấm chuột phải vào đây. Inspect. Rồi các bạn nhìn từ đầu tới cuối, các bạn để ý cái từ name này. Một là name, hai là ID thôi các bạn.
Nhưng mà các bạn cứ ưu tiên từ trên xuống dưới đi, name này. Rồi, TXT content. Nhấp nhấp chuột hai cái. Vậy. Rồi đó. Copy. Rồi quay lại cái auto fill option. Rồi, đây tương ứng với ô nội dung là cái ô này đây. Rồi chúng ta cũng đặt một cái con đứng ở đây. Chúng ta dán. Đó. Rồi qua lại cái ô này. Save một cái. Rồi các bạn nhìn này, bây giờ nó mới điền này, bây giờ mình lót lại một cái này. Nó kêu cái chéo này. Đó, rồi các bạn thấy không? Nội dung nó đã tự điền. Rồi, hôm nay mình bận quá, mình chỉ demo cho các bạn biết cái cách để chúng ta thêm một cái trang mà cái autofill nó chưa có kịp cập nhật vào. Clip sau mình hứa mình sẽ làm đầy đủ từ đầu tới cuối, từ số 0 cho tới một cái đống này luôn, cho tới nó ra một cái câu lệnh, một đống câu lệnh của cái clip trước á. Các bạn nhìn một cái đống câu lệnh từ trên xuống dưới mà mình không có hiểu tại sao nó có những câu đó, thì clip sau mình sẽ hướng dẫn cụ thể hơn. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi nha, hẹn gặp lại các bạn ở các clip sau. Bye bye, chúc các bạn một ngày tốt lành.